tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh May TV nha. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh em mình đi cắt các bạn nha. Đây là đám cuối cùng rồi các bạn ạ. Đám ruộng này gần bờ với lại cấy được một vụ nên đám ruộng này không lún nữa, cho nên cắt bằng máy các bạn ạ. Anh em đi theo là để vây bắt chuột, nếu có thấy chim cút thì bắt. Xe bo lên cần bờ luôn các bạn ạ. Hút nhu lần cụ nó bảo nhỏ. Bắt cái tạp cọ hùng, nay gỡ hơn thật là bù tình. Bây giờ mình tranh thủ quay thôi các bạn nhé. Không phải mình không làm đâu, mình cũng làm. Chẳng qua là mình thay phiên nhau chứ nghỉ giờ lát mình quay tranh thủ quay thôi các bạn ạ. Rồi sau một thời gian làm, cuối cùng đến giờ trưa rồi, anh em mình chuẩn bị về thôi các bạn ạ, chở lúa về nhà thôi ạ. Những chiếc xe của anh em mình đây đều là xe một cầu hết các bạn nha. Tại vì không có mình tiền nên chỉ đóng xe một cầu thôi. Tuy nhiên thì vẫn có chiếc xe thì có tờ rồi nên cũng đã được một phần. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay và thì các bạn nhớ ủng hộ anh em mình các bạn nhé, nên cho anh em mình một like, share, đăng ký kênh để mình có đủ động lực tiếp theo để mà chia sẻ đến mọi người cảnh lao động của anh em mình ở đây.
Lịch xa lắm á, đâu có con em này.